Rồi, chào các bạn nha. Hôm nay mình cho tròn ăn cá các bạn. Cho tròn ăn cá sống á. Thì mình mua cá mồi á các bạn. Cá mồi là cá vậy nè. Cá trắng. Ở miền Tây người ta hay cho ăn cá rô phi, còn đây mình cho ăn cá trắng. Thì, buổi sáng này cho mỗi con ăn một con cá như vậy nè. Có bữa thì mình cho nó ăn cua, rồi có bữa mình cho nó ăn ốc ma nè các bạn. Nó rất là háo ăn cá nha, để ở đây là nó bay lên nó quất rồi. Có con thì cứ nằm về không ăn là biến ăn, mà đa số là ăn hết các bạn, đa số là ăn rất là mạnh. Đó. Đợt giống nè các bạn, đợt giống mà mình hay quay đó là khoảng 6 kg, con này chưa có cho ăn, mấy con này ăn rồi. Đó. Bên kia cũng một nguyên gãy cũng đòi ăn đó, mà mình chưa có cho ăn tới. Vậy sáng mình cho ăn con cá, rồi chiều mình cho ăn trái chuối nữa là xong xong bữa đó các bạn. Thì 50 con như vậy thì mình cho nó ăn 5 kg cá, với lại coi như là 5 kg cá với lại 5 kg chuối. Cá này thì 12.000 kg, 5 kg 60. Chuối thì chuối bơm này 2.000 kg, nhưng mà chuối chín này người ta bán tới 3.000-4.000 thôi. Vô vườn thì 2.000. Táp ghê lắm các bạn. Táp bập bập chứ. Táp có cái kẹp này bằng sắt mà nó cũng táp. Bữa nay chắc 5 kg này chắc nó ăn ngán. Ăn không hết. Hay không? Đó, những đầu táp. Giờ mình đem qua bên chỗ có con mấy con đực ăn. Cho mấy con đực ăn. Mấy con đực háo ăn lắm các bạn. Đây, gấp. Đây, hiện tại mình tới có tới 10 con đực nhảy được các bạn. Để mình thủ. Để mình thủ những cái con cái khó tính rồi đó. Mình cũng chia sẻ 1-2 con đực nha các bạn. Chia sẻ 1-2 con đực giống. Giao lưu 1-2 con đực giống để lấy cái dòng khác. Đực này khoảng 20 tháng rồi. Mỗi con ăn 1 con cá thôi. Rồi chuối thì trái.
con nào lười lười cho ăn sao, nó thấy mấy con kia ăn là nó chạy ra. Được thì cho con to to một tí. Đực này là mình cho nó ăn hơi mập lên luôn. Khi mà mình bắt đầu tập giao phối cho nó đó thì mình giảm giảm lượng ăn xuống. Nó mà tới mùa giao phối là nó lo nhảy cũng ốm lắm, không có được mập. Nó táp vô đó, bụp 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 vậy đó các bạn. Ăn cá sống kinh khủng luôn á. Mấy con đực này là tầm 4 ký mấy 5 ký à. Con nào cũng ăn cá. Vậy là buổi sáng này mình cho ăn cá, rồi buổi chiều mình cho ăn trái chuối thôi các bạn, không cho nhiều. Khi mà nó còn nhỏ nhỏ thì cho ăn nhiều một tí để cho nó lớn. Mà khi mà nó lớn lên rồi mình cho nó ăn thắng thắng lại. Cái con này còn ngủ.